Chào mừng các bạn đã đến với kênh Đánh NDA. Thưa các bạn, gần đây thì kênh chúng ta đã cùng nhau săn để chơi tích rất nhiều video ở trên mạng Blitz. Và đây là một mạng mà cũng rất là quan tâm của rất nhiều anh em kênh chúng ta, vì mạng này thì cái số tiền gọi vốn đã rất là cao và cũng đã có những cái quỹ top đã rót vốn vào dự án này. Cho nên ta kể đến với dự án Paradin. Và đây là cái thông tin về phần gọi vốn, cũng có các cái đối tác angel các thứ, và đây là một cái mạng khá là ngon. Và với dự án kiểu này thì 20 triệu đô thì mình nghĩ là trong gian tới đây mới là funding round thôi, đúng không? Có thể sẽ có những cái vòng gọi vốn tiếp theo nữa, rồi private, rồi vòng C sủng các thứ nữa, đúng không? Thế thì quá là ngon rồi. Dự án này thì cũng mới khởi chạy trong funding round, mới là 21 tháng 11 thôi. Thời gian rất dài với dự án này. Dự án này nổ thì khả năng là phải giữa năm đến cuối năm nay cơ. Đó, thì đây là một cái quá trình mà anh em kênh chúng ta có thể tích lũy trong giai đoạn testnet, rồi sau này đến mainnet chúng ta cũng sẽ tích lũy nữa. Và anh em thấy là nổi bật của dự án Blade này thì ngay trong testnet thì có rất nhiều các dự án nó chạy chạy kèm, và đây anh em cũng đã tích lũy được BXP rồi. Như vậy là dự án này chúng ta có thể ăn từ giai đoạn testnet luôn, thì anh em chúng ta cố gắng ta làm ngay từ giai đoạn testnet. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em tiếp tục những cái bước để chúng ta làm testnet. Trước tiên là chúng ta sẽ cùng nhau làm Gacy. Thì hiện nay thì dự án ở trên Blaze Code thì đã có cái phần Gacy này rồi, thì anh em có thể bắt đầu làm những cái phần nhiệm vụ ở Gacy. Trước tiên là nhiệm vụ follow này, follow một số các cái thông tin ở trên đây, chúng ta có thể làm ngay. Đó, thì anh em thấy này, nhìn chưa? Chúng ta có thể làm ngay với cái phần Gacy, làm nhanh nhiệm vụ Gacy này. Đây là bước hướng dẫn tiếp theo nhé, còn video hôm trước, bài hôm trước thì các bạn có thể xem lại nhé. Bài hôm trước thì các bạn có thể xem lại, mình cũng đã hướng dẫn rất là cụ thể cho anh em rồi. Ở đây thì có phần nhiệm vụ Join và kênh Discord. Đây. Tớ nói thật anh em, chứ năm nay thì anh em không kịp làm, vì năm nay tớ sẽ đánh trọng tâm, làm tận tâm cho anh em. Thậm chí là những cái công việc ngoài mình sẵn sàng, có thể là nhiều người để mình tập trung trên kênh cho anh em. Vậy là năm nay chúng ta cố gắng nhé. Ok, đó, thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục này. Rồi. Rồi space chúng ta sẽ visit này, chúng ta có thể visit ở trong phần này. Continue to access. Ok, cái này thì ghét đấy thôi mà. Mấy cái nhiệm vụ này thì nó cũng dễ thôi. Có thể nó bị nổ lỗi anh em nhé. Gacy thì chờ một lát nữa thì mới 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 nhận được cái rốt. Để xem cái rốt xem nào. Load info này, tích vào đây này. Load Paris này, được chưa? Chọn quốc gia này. Rồi đây vào phần Paris thì mình xong rồi này. GM đây, và GM để kiểm tra road tí nhé. Đây. Ở đây có phần road Paris là xong này. Paris road là xong rồi, bây giờ renoát này chắc là ăn đấy. Rồi xong này. Bây giờ claim ETH testnet và min NFT. Để xem phần retain đây, đây có cái fold. BNB, BNB. Đây, và đây xem fold thôi. Fold này thì thực ra thì mình cũng đã ấy xong hết rồi. Min NFT thì min OG bet thì như là min hôm trước rồi. Đấy. Chả biết là min chưa. Ôi trời ơi. Không biết là min chưa anh em ạ. Nhưng mà nói chung là ở trên Gacy thì bước này không biết mình có làm được không. Thôi cứ để đấy đã nhé. Đấy. Đây thì get test coin, test ETH coin trước. Hơi khoa đấy. Em chờ tí nhé. Sepori. Để mình chuyển sang một ít tiền ở bên Sepori đây. Sepori. Năm nay thì chủ yếu là đánh testnet trên Sepori nhỉ. Chủ yếu là đánh testnet trên Sepori thôi. Mình gửi vào chính mình à. Sau đây anh em, xin lỗi anh em. Ở đây thì mình muốn gửi một cái lượng ETH để mình ấy. Công chấm. Ở đây mình gửi một ETH đi. Rồi bây giờ mình sẽ, có lẽ là cái nhiệm vụ ở trên Gacy này có thể mình không hoàn thành được.
Nhiệm vụ Gassi này có thể không hoàn thành được cái con cái BLB holder này, mình không biết lấy ở đâu ra, đi tên rồi nào. Xem thử nhé. Cường đêm ETH và min trên Briscoe, min NFT, min và get 50 trên network. Rồi đây mình sẽ chuyển network. Rồi. Network thì trend rồi nhưng mà cái min ấy, thì không biết là cái min nó nằm ở đâu, không biết là min chưa. Get thì không có gì để get nữa rồi, giờ chỉ có min thôi, min bet. Thì cái này anh em chúng ta tự làm nhé, cái này khả năng mình đách làm được, khổ thế. Có thể là không ăn được cái blade take over rồi. Thì ở đây ngoài ra ấy, ở trong blade scott này các bạn có thể là tìm xem là còn nhiệm vụ nào chúng ta có thể làm không. Hình như là có mỗi cái này thôi. Đấy thì người ta có thể làm luôn thế này nhé. Đấy, Blade Scott đây là cái trang tính điểm rồi. Các bạn cố gắng ta này. Không ăn được cái này. Rồi, cái min NFT thì để sau đây. Rồi ở đây thì mình sẽ xem nào. Excuse. Oh, nó tính cả transaction luôn này. Nó tính cả số lệnh của các bạn luôn nhé. Hay đấy. Rồi. Cái đấy thì chúng ta để sang một bên này. Có nghĩa là cái gas các thứ thì các bạn mình làm để cho anh em xem để làm thôi. Chứ còn chúng ta quan trọng nhất là vẫn là cái này này. Crypto, clip, clip này. Chúng ta làm cái này đây này. Những cái đây này ở đây story anh em. Chúng ta sẽ mở ra sẽ có các cái nhiệm vụ về dưới này. Rất nhiều các nhiệm vụ luôn và thời gian nhiệm vụ thì nó cũng sẽ sớm kết thúc, chúng ta sẽ làm tất cả những cái nhiệm vụ trên này, vừa tăng hash mà vừa làm nhiệm vụ luôn. Đấy. Đây thứ tiên này, follow Discord của Blade này, ta mở ra để chúng ta join cái Discord của cái dự án này nhé, rồi xác nhận con người này. Ừ, video này sẽ khá dài nên mình sẽ làm cho anh em đầy đủ các bước luôn. Rồi tiếp theo, BDR rope. Rồi cái này thì quay trở lại collect đây, xác nhận nào. Rồi tiếp theo là follow này, follow kính Twitter này, theo dõi này, collect luôn này. Rồi nay này, nay bài đăng nay retweet luôn này. Collect này. Rồi bây giờ chúng sẽ thu thập luôn. Nói chung là có mấy bài post chúng ta sẽ cần phải nai và retweet. Nai retweet. Một này. Hai này. Tiếp theo này. Đây ở đây thì nó có cả phần Lost Man luôn. Thực ra thì mình muốn nhấn mạnh với anh em là nếu như mà có nhiệm vụ thì các bạn có thể làm luôn. Các bạn có thể làm luôn cũng được. Nếu có nhiệm vụ thì các bạn làm luôn giúp mình luôn. Lối nào thì anh em cũng sẽ phải làm thôi. Cái này là Blade đúng không? Private Cell. Đây ở đây thì các bạn sẽ mua tên miền với mạng Blade. Đây ví dụ là 6868 này. Blade slot mail đúng không? Đây là Blade này. Thuê là 1 năm đúng không? Rất là đắt. Thế thì mình sẽ mua tên miền khác 8888 này. Chưa có người đăng ký rồi, 5 ngày, hết hạn trong 5 ngày. 5 ngày sau. À. 6888. Nó sẽ mất phí đấy và thêm 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 này nữa này. Các bạn không cần mua mua cái domain đắt làm gì, ở đây thì các bạn thấy là rất là đắt, thế là đắt quá thôi, đắt quá thì chúng ta không mua nữa, quan trọng mà cái này thì quan trọng, cái domain thì nó cũng khó nhai lắm, thường thường là cái nào khó nhai quá nó đắt quá thôi, không cần phải làm đâu. Rồi bây giờ mình sẽ collect tất cả những cái phần này để tăng cái XP đó. Cái này thì được 10 10 10 XP.
Rồi đây, đây mình sẽ mở ra này. Take over đúng không? Cái này take over, rồi trích dẫn luôn này, rồi collect nó này. Ơ. Nó chưa kịp load, nó chưa kịp load anh em. Ồ thế đây. Rồi. Collect này. Đây, cứ phải mở ra thì vẫn collect được nhé. Không biết anh em có like hay không nhưng phải mở ra thì mới collect được. Rồi xong, đó, bạn thêm được 10 XP nữa. BD token AROP sẽ dựa theo cái credit spot được chưa? Rồi, vậy đã. Tiếp theo trở lại đây là ta tiếp tục với những cái test khác này. Những cái nào mà còn ít ngày thì mình sẽ ưu tiên làm trước đây. Như vậy là bây giờ mình sẽ làm từ đầu đến cuối đây, từ đầu đến cuối nhé. Rồi ở đây thì có thể đóng tạm một ít này, đóng để cho nó gọn đây. Rồi ở đây thì sẽ là cái whitelist OG đúng không? Mở một này, mở hai này, theo dõi này. Narrative này, clip file này, cái này là clip file đúng không? Cái này vẫn mở ra này, follow này, rồi Telegram channel này, ok, rồi join nhé. Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành collect đi, thu thập này, thu thập này. Cái nào follow thì follow, cái nào, đấy, nhìn chưa? Collect này. Rồi Telegram thế nào rồi, cần rồi Telegram. Ồ, Discord thì chưa rồi. Rồi, rất sorry anh em. Rồi ok. Xác nhận con người này. Xác nhận con người tiếp. Rồi tích vào đây này. Chờ đây này, chúng ta bắn vào để collect này, thu thập này, thu thập điểm này. Nát quá. Xem. Rồi có đốt ra gì rồi. Rồi giờ này thì mình sẽ đi nó lại trang nhé. Nó lại trang rồi mình sẽ thu thập điểm. Mở này. Vấn này mở ra còn sau nào các bạn mới ấn collect được nhé. Rồi xong. Đấy, chúng ta đã có BZ và bây giờ chỉ còn thiếu cái OZ thôi. Tiếp theo chúng ta đến với nhiệm vụ ở các cái nhiệm vụ còn lại này. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến với Blaze Bot này. Blaze Bot chúng ta cũng sẽ làm nhiệm vụ tương tự. Follow này. Live Bot này. Follow này. Narrative này. Cứ phải mở ra nhé. Vừa mở vừa collect luôn. Một này. Hai này. Mở này. Ồ. Twitter đẩy ra rồi. Rồi, mình cũng thực hiện những cái nhiệm vụ tương tự như vậy. Đấy, các nhiệm vụ Terra các bạn cũng làm tương tự nhé. Được chưa? Đây, nó cũng dễ này. Ok, nhé. Xong nhé. Rồi tiếp theo này. Trở lại Blade này. Rồi đây có Akita Swap này. Các bạn mở ra này. Mở follow này. Một này. Đây mình ghi nó lại. Mình đóng lại mấy cái này đi. Gọn gàng thì đã nhỉ. Đấy, các bạn cũng cứ từ từ chúng ta làm những cái vụ còn lại nhé. Nói chung là để làm một cái video rất là dài. Anh em ta cố gắng ta tự làm nhé, được chưa? Đấy, mấy cái vụ còn lại các bạn cứ vậy làm thôi nhé. Nó còn rất nhiều các cái test khác mà anh em sẽ làm. Nhưng mà các bạn cứ từ từ ta làm nhé. Đấy, chứ còn nếu mà làm video cứ hướng dẫn kiểu này thì nó chỉ làm bằng đấy nhiệm vụ thôi. Chúng ta cứ vậy ta làm nhiệm vụ Twitter là xong nhé. Ok, và rồi chúng ta đã cùng nhau đến với Blazecode, chúng ta săn thì trade tick ở trên mạng một lết. Hy vọng là qua cái video hướng dẫn của mình thì anh em chúng ta đều biết cách hoàn thành nhanh nhiệm vụ này. Cảm ơn em đã theo dõi video, xin chào các bạn, gieo tiếp theo.